Này, em vẫn chưa quên được anh. Rồi em muốn quay lại với anh. Anh có đồng ý không? Có thể cho anh một cơ hội quay lại với anh như lúc mà mình vẫn còn yêu nhau được không? Có thể cho anh một cơ hội quay lại với anh như lúc mà mình vẫn còn yêu nhau được không? Hello, xin chào tất cả mọi người quay trở lại với channel của Hà Hip. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi tới mọi người một vlog nữa. Vlog vô cùng đặc sắc. Vẫn là chủ đề quen thuộc của chúng ta, đó chính là chủ đề những cuộc gọi định mệnh. Và nội dung của cuộc gọi định mệnh ngày hôm nay là một nội dung mà các bạn chắc hẳn cũng rất thích mình làm. Đó chính là những thứ liên quan đến tình yêu và nhất là về người yêu hoặc người yêu cũ. Vậy bây giờ nội dung của cuộc gọi định mệnh ngày hôm nay là gì? Thì bây giờ mình sẽ bật mí luôn cho mọi người nha. Đó chính là gọi điện cho người yêu cũ để nói lời quay lại. Ôi trời ơi. Wow. Ai cũng có người yêu cũ đúng không? Vậy thì khi mà chúng ta gọi điện lại cho người yêu cũ, liên lạc lại với cả người yêu cũ để nói lời quay lại thì liệu rằng họ có đồng ý hay không? Kết quả như thế nào thì chúng ta hãy cùng theo dõi cùng với mình cho đến hết video nha. Và nếu các bạn thấy video này hay, hãy like, share, subscribe cho kênh NTH Vlog của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi mời các bạn trẻ đang có mặt tại đây để cùng tham gia cái thử thách ngày hôm nay thôi nha. Đi thế nào? Em xin giới thiệu, em tên là Hường, em 18 tuổi, em đến từ Bắc Ninh ạ. Một cô gái đến từ vùng đất quan họ Bắc Ninh. Em biết hát quan họ không? Em biết hát một ít. Có thể hát thử cho người em nghe. Em có thể hát một đoạn đầu nhé. Làng quan họ quê tôi, tháng riêng mùa hãn hội, những đêm trăng hát hỏi. Làng quan họ quê tôi, tháng riêng mùa hát hội, những đêm. Vừa thế này. Ok. Amazing. Good job em. Vừa xinh gái mà còn vừa hát hay nữa. Tuyệt vời thế thì, mà. Chắc chắn là có rất là nhiều anh chàng thích em rồi đúng không? Quá chuẩn. Em có người yêu chưa? Em á? Em chưa. Hả? Đéo tin. Vô lý nhỉ, không tin. Thật đâu? Thật. Thật luôn. Anh tin em. Sợ quá, sợ quá. Uy tín. Thế thì đã từng có người yêu chưa? Em đã từng có rồi. Ok, thì ngày hôm nay cái trải nghiệm mà anh muốn mời em tham gia ấy, đó chính là gọi điện cho người yêu cũ để nói lời quay lại. Ôi dồi ôi. Em có sẵn sàng tham gia trải nghiệm này không? Ok, em sẵn sàng. Người yêu cũ nào mà kiểu uy tín tí, mà kiểu không có kiểu chia tay nhau trong êm đềm hoặc gì đó ấy. Vâng, người yêu cũ em luôn uy tín. Ok. Em nghĩ là bạn ấy có đồng ý quay lại với em hay không? Em nghĩ 50-50 anh ạ. Có hoặc là không. Ok, thế thì bây giờ mình gọi thử nhé để xem kết quả như nào nhá. Chúc em may mắn. Hello. Hello anh ạ. Sao đấy? Anh có đang rảnh không? Em có, anh đang rảnh đây. Em có chuyện muốn nói. Chuyện gì sao hôm nay lạ thế? Thì thích thì gọi thôi, có gì đâu. Nói đi. Thì là hôm em muốn hỏi là dạo này anh sống thế nào? Sống ổn, sống tốt không? Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau khóc gặp nhau không muốn chờ. Thế anh có người yêu mới chưa? Chưa. Thì là hôm nay em thấy ở em lướt Facebook ấy thì thấy có gọi lại kiểu ngày xưa ấy, kiểu kỷ niệm ngày xưa ấy. Thì em có em kiểu thì em thấy nhớ những kỷ niệm ngày xưa ấy. Nhớ ai? Nhớ anh còn gì? Nhớ anh thì năm nào, năm nào? Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế. Thì nếu bây giờ mà em ngỏ ý muốn quay lại với anh ấy thì anh có đồng ý không?
Ờ, quay lại ấy. Thật ra thì mới chia tay thôi. Cảm của anh không thể hết được luôn. Thì em vẫn chưa quên được anh. Em muốn quay lại với anh. Anh có đồng ý không? Nói lại là chuyện được không? Không, em muốn nói chuyện này cơ. Anh còn tình cảm với em không? Anh còn. Thế thì mình quay lại với nhau được không? Ừ, được. Thật nha. À. Nói là phải giữ lời đấy. Bây giờ gặp nhau luôn nhá. Hay là tí nữa. Bây giờ gặp gì? Ra đây. Ok ok. Tắt nha. Em có bất ngờ vì cái kết quả này không? Em có, em rất là bất ngờ ấy. Anh có thể tò mò một chút là kiểu như hai bạn chia tay nhau bao nhiêu lâu rồi? Bọn em chia tay nhau cũng được 2 tháng rồi ạ. 2 tháng? Vâng. Anh tò mò thêm một xíu nữa sâu hơn này. Là vì cái lý do tại sao hai bạn chia tay nhau? Tại vì sao vậy? Bọn em có rất kiểu mọi thứ xung quanh công việc ấy. Mọi công việc ập đến này, không có thời gian dành cho nhau nữa. Thế nên là bọn em quyết định rời xa nhau. Nhưng mà kiểu như cả hai đều vẫn còn tình cảm đúng không? Vâng. Thì chọn cách ra đi mặc dù cả hai đều vẫn còn tình cảm. Thế sao tự nhiên bây giờ lại như thế nhỉ? Em cũng không biết là đấy, lại đồng ý nhanh như vậy luôn ý. Kiểu như là chia tay nhau cho vui à? Chia tay xong để biết mình có cần nhau, mình có cần nhau không? Ok. Yêu nhau hay có cái kiểu là hai người cùng có cái tôi hơi lớn nên là không ai dám ngỏ lời trước ấy, xong rồi đến lúc mà mình bình tĩnh lại mình bắt đầu ngỏ lời thì bắt đầu mọi thứ thì nó lại trôi qua, đúng không? Vâng. Anh cũng chúc mừng em bởi vì là đấy, tự nhiên có một cái chương trình rất là ngẫu nhiên mà tự nhiên mình với cả yêu cũ mình có thể quay lại với nhau. Nhưng mà từ nay đừng có kiểu chia tay nhau vì những cái lý do nó dễ dàng như thế. Vâng. Không đến lúc mà không thể quay lại được thì phí ra. Ok. Ok. Cảm ơn em vì đã tham gia trải nghiệm ngày hôm nay nhá. Vâng. Ok, đầu tiên thì em hãy giới thiệu sức qua về bản thân mình cho mọi người được biết. Định là em tên là gì, em sinh năm bao nhiêu, em đến từ đâu? Em tên là Kim Mạnh Quyền, em sinh năm 2K2 và em đến từ Nam Định. Bây giờ nói thử một cái gì đó mà em đã từng quay lên TikTok cho mọi người nghe thử. Tớ cái gì đó anh về anh edit cho. Mình thường hay thả thính theo tên của các bạn nữ ở trên TikTok. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không thả thính theo tên nữa. Mình sẽ thả thính một câu bình thường. Em ví dụ đây có một bạn nữ ở đây nhá. Ví dụ có một bạn nữ ở đây. Em có biết em thả thính anh được. Anh có biết được. Mây là của trời không? Đúng rồi. Còn anh là của em. Ôi xuất sắc mẹ luôn. Được. Rồi, ngày hôm nay anh muốn mời em tham gia một cái trải nghiệm. Bây giờ hiện tại bây giờ em đang có người yêu chưa? Em hiện tại chưa có người yêu ạ. Thế à? Thế đã từng có người yêu chưa? Đã từng rồi. Nhiều. Có nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhiều luôn. Nhiều là bao nhiêu nào? Nói thử một con số khoảng nào. Hơn 2 là nhiều rồi anh ạ. 3. Đầu ngón tay, đầu ngón chân có hết không? Ừ, 3. 3 rồi. Ok. Rồi. Thế thì ngày hôm nay anh muốn mời em tham gia một trải nghiệm, đó chính là gọi điện cho người yêu cũ để nói quay lại. Vâng. Ok không? Còn người yêu cũ nào mà mình kiểu có một chút tình cảm gì đó ấy? Khó thế. Không có tình cảm với ai à? Có lúc nào tình cảm thì vẫn còn nhưng mà quay lại thì không biết đúng không? Không biết đúng không? Rất khó. Thì bây giờ nhá, em cứ thử dự đoán là sau khi mà gọi điện cho bạn đấy thì liệu bạn ấy có quay lại với em hay không? Em nghĩ là không. Không á? Khó lắm. Ok. Bây giờ... Thế thì mình thử nhá. Ok. Thử nhá. Giờ không biết em có lưu số bạn ấy không? Tìm thử nhưng, mà em vẫn nhớ mà. Ok, đây rồi. Alo. Alo. Ai đây ạ? Anh đây. Anh nào? Anh Quyền đây. Có chuyện gì đấy ạ? Hôm nay anh muốn gọi điện cho em để nói một điều ấy.
Không biết là em có đang bận gì không? Ờ, không, anh cứ nói đi ạ. Ờ, dạo này em thế nào rồi? Em vẫn ổn. Có sống tốt không? Có chăm sóc bản thân tốt không ấy? Em luôn luôn tự nhắc bản thân mình, chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Thế từ ngày chia tay anh giờ em có người yêu mới chưa? Em vẫn chưa. Thì hôm nay tự nhiên anh ngồi anh mở điện thoại ra xong rồi anh xem lại mấy cái video ngày trước bọn mình đi chơi với nhau ấy, yêu nhau các thứ, xong rồi anh xem lại tự nhiên anh rất là nhớ em. Tự nhiên trong lòng có một cái cảm xúc nó ùa về ấy. Xong rồi bây giờ anh đang rất là hỗn loạn. Anh rất là nhớ em. Anh rất là nhớ em. Hôm nay anh gọi điện cho em thì anh chỉ muốn hỏi em là em còn khỏe không? Có khỏe không? Đó. Và nếu như mà em mà vẫn chưa có người yêu mới thì có thể cho anh một cơ hội quay lại với anh như lúc mà mình vẫn còn yêu nhau được không? Có thể cho anh một cơ hội quay lại với anh như lúc mà mình vẫn còn yêu nhau được không? Em nghĩ là không ạ. Em có thể cho anh biết tại sao được không? Em cũng không biết tại sao đâu, nhưng mà em thấy là khó nói nhở. Em còn tình cảm với anh không? Em còn tình cảm với anh mà tại sao em lại không đồng ý quay lại? Ai là người nói chia tay trước? Anh không nhớ rõ nữa, nhưng mà hồi đấy là anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra đến với hai bọn mình ấy. Đâu, thế nên là bọn mình phải dừng lại mà. Bây giờ em có thể cho anh một cơ hội nữa được không? Anh muốn bọn mình quay lại như ngày xưa. Không. Em nghĩ là anh sẽ tìm được người khác tốt hơn em, chứ không phải là lúc nào cũng nhớ đến em. Thôi được rồi. Bây giờ em đang làm gì ấy? Em đang đi bộ thôi. Nếu như mà em không cho anh cơ hội nữa thì anh cũng chỉ luôn mong rằng là người yêu cũ của anh lúc nào cũng phải sống thật là tốt, thật là biết chăm sóc cho bản thân. Và anh chúc em sẽ tìm được một người mới tốt hơn anh. Chào em. Anh thấy là kiểu thực sự em là một chàng trai rất là chân thành và em thực sự vẫn còn tình cảm với bạn đấy. Thì nếu như mà bạn và vừa nãy anh có nghe thì bạn ấy nói là bạn ấy chưa có yêu mới. Nên là anh nghĩ là nếu như mà em vẫn còn rất nhiều tình cảm với bạn đấy thì em cứ tấn công bạn đấy rồi là làm đủ mọi cách để hai người có thể quay lại. Em sẽ cố gắng. Mong rằng là hai bạn có thể quay lại với nhau, hoặc là một ngày nào đó nếu như có thể liên lạc được thì anh có thể kết nối hai bạn lại với nhau để có thể ghép đôi hai bạn, cho hai bạn có cơ hội gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn cũng như là có thể quay trở lại được với nhau. Em mong là như thế. Em cảm ơn anh. Cảm ơn em vì đã nhận lời tham gia cái trải nghiệm ngày hôm nay. Chúc em đi chơi vui vẻ nhé. Vâng, cố gắng.